đọc sách với cô Hạnh. Xin chào các em. Mời các em đọc sách với cô Hạnh và Bambi. Bu bu không ý tứ. Bu bu không ý tứ. Mẹ mới mua cho bu bu một cái trống bu bu thích lắm cứ gõ bưng bưng suốt ngày bưng bưng đang giờ nghỉ trưa tiếng trống ồn ào làm thức giấc những người hàng xóm ồn ào quá đi! Ai mà mất trật tự thế nhỉ! Bác gấu nhẹ nhàng nhắc nhở: này bu bu! Cháu làm phiền đến giấc ngủ của mọi người rồi đấy! nhưng cháu đang tập đánh trống mà gấu gợi ý cháu có thể tập vào buổi chiều không cháu muốn là đứa giỏi nhất cơ bu bu đeo trống trước ngực và đi ra đường vừa đi vừa đánh ầm ĩ bưng nhà thỏ bu bu gọi to: Thỏ ơi tớ có cái trống mới này! bạn gõ nhẹ thôi tớ đang nhức đầu lắm! Bu bu lại tiếp tục đi đến nhà cáo, tiếng trống đánh thức em bé cáo đang ngủ say, bé cáo giật mình khóc rống lên oa oa. Mẹ cáo nhìn ra ngoài nói: "Bu bu, đừng làm ồn để em bé ngủ chứ." Dạ, dạ, cháu xin lỗi. Bu bu vẫn không dừng lại nhìn thấy cậu ai cũng vội vàng chạy đi vì không chịu nổi tiếng trống ồn ào. khiếp quá! điếc cả tai! Bu bu trở về nhà buồn bã nghĩ mình đánh trống hay thế mà sao ai cũng bực mình nhỉ bỗng bu bu nghe có tiếng bưng bưng phát ra đâu đây ồn ào quá ai vậy tớ đây mà tớ rất thích đánh trống bu bu phàn nàn nhưng cậu không biết đánh gì cả mất trật tự quá thì cậu cũng như tớ thôi chúng ta có thể đánh trống chung mà cậu bé kia càng gõ trống mạnh hơn bu bu bịch tay lại hét lên tớ muốn cậu dừng lại ngay! Bum bum! ha ha! Bu bu chợt bừng tỉnh thì ra đây chỉ là một giấc mơ. Bu bu tự nhủ: từ nay mình sẽ ý tứ hơn mình sẽ không làm phiền mọi người nữa hết rồi cảm ơn các em tạm biệt và hẹn gặp lại